Liên quan đến vụ xá lợi tóc Đức Phật tại Chùa Ba Vàng gây xôn xao dư luận thời gian qua, mới đây tỉnh Quảng Ninh đã chính thức thông tin về vụ việc và cho biết Chùa Ba Vàng tổ chức dước trưng bày, chiêm bái vật thể được cho là xá lợi tóc Đức Phật cho nhân dân chiêm bái và một số hoạt động là chưa đúng quy định của pháp luật. Theo đó, trong thời gian qua, một số hoạt động của Chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí như lễ thỉnh vong, giải oan gia trái chủ, xin chuyển sang hệ phái Nam Tông Kinh, phát ngôn gây mất đoàn kết liên quan đến tín ngưỡng thờ mẫu, dước và trưng bày vật thể được cho là xá lợi tóc của Đức Phật từ Myanmar gây phức tạp dư luận, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, gây hoang mang trong dư luận nhân dân. Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 12 năm 2023, tức ngày 11 đến ngày 15 tháng 11 năm Quý Mão, Chúa Ba Vàng tổ chức dước, trưng bày, chiêm bái cái gọi là xá lợi tóc Phật cho nhân dân chiêm bái và một số hoạt động là chưa đúng quy định của luật về chủ thể cũng như thời gian đăng ký theo luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162 năm 2017 NDCP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo. Việc tổ chức cho Phật tử chiêm bái cái gọi là xá lợi tóc Phật chính là hoạt động triển lãm, vì vậy đã vi phạm quy định tại Nghị định số 23 năm 2019. Ngày 26 tháng 2 năm 2019 của Chính phủ về hoạt động triển lãm, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo 1. Giao ban tôn giáo tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí tiếp tục kiểm tra làm rõ, củng cố hồ sơ báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các chủ thể có liên quan để xảy ra vi phạm theo quy định. 2 yêu cầu Chùa Ba Vàng không biên soạn, sản xuất các video, hình ảnh, tài liệu và gỡ bỏ toàn bộ các thông tin giới thiệu về vật thể được cho là xá lợi tóc Phật đã đưa trên các trang thông tin của Chùa và của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, cũng như các trang mạng xã hội có liên quan đến sự việc trên, gây dư luận phức tạp, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng bình thường trên địa bàn.